Hello, mến chào các bạn đang theo dõi podcast Bùi Phương. Đây là kênh podcast chia sẻ về chuyện nghề, chuyện học, chuyện lang thang. Nếu bạn đang muốn phát triển mình, tìm kiếm những thông tin hay góc nhìn mới, hay đơn giản là lắng nghe một người bạn, thì bạn đã tìm đúng kênh rồi nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review quyển sách Hai Số Phận của tác giả Jeffrey Archer, cuốn tiểu thuyết hay nhất mà Phương từng đọc. Tác phẩm Hai Số Phận được xuất bản năm 1979 bởi tác giả Jeffrey Archer, kể về hai người đàn ông tưởng chừng như không liên quan tới cuộc đời của nhau. Một người sinh ra từ vạch đích, William Kane, con của chủ ngân hàng lớn ở Boston, Mỹ. Kane được yêu thương và thừa kế tài sản đồ sộ của gia đình. Một người sinh ra trong rừng sâu, suýt nữa là mất mạng nếu không được cậu thợ săn kịp thời nghe tiếng khóc. Abel Rosnowski, con nuôi trong một gia đình nghèo, không có đủ bữa ăn, như một gánh nặng trong gia đình vốn nghèo lại đông con ở Ba Lan. Điểm chung duy nhất có thể có là họ sinh cùng năm 1906. Phần 1. Tóm tắt Hai Số Phận. Cuộc đời của mỗi nhân vật được tác giả khắc họa chi tiết và sinh động qua những sự kiện mất mát, đau khổ, thành công, hạnh phúc ở mỗi giai đoạn, cho tới điểm giao nhau đầu tiên và tiếp theo sau là những sợi dây vô hình buộc cuộc đời họ gắn chặt với nhau theo những cách mà không ai ngờ tới. Cuộc đời của Abel trong Hai Số Phận được tóm tắt ngắn gọn khi ông chia sẻ lý do tự nguyện xin vào quân đội Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tôi là người Ba Lan. Tôi sinh ra ở gần Slonim. Tôi thấy quê hương tôi bị quân Đức chiếm đóng. Chị gái tôi bị bọn Nga cưỡng bức trước mắt tôi. Tôi sau đó trốn chạy thoát khỏi một trại cải tạo ở Nga và may mắn đến được với nước Mỹ. Tôi không điên đâu, đây là đất nước duy nhất trên thế giới mà ông có thể đến khi không có gì trong tay và trở thành triệu phú nhờ khốn khổ làm việc chăm chỉ bất chấp tiểu sử của ông. Bây giờ, bọn chết tiệt ấy lại muốn một cuộc chiến tranh khác. Tôi không điên đâu, ông đại tướng, tôi là con người. Trích trong Hai Số Phận. William Kane thì hoàn toàn khác. Anh sinh ra đã ở vạch đích, được sự chào đón của mọi người từ lúc còn trong bụng mẹ, được bác sĩ giỏi nhất ở Boston phụ trách hộ sinh, thừa hưởng sự thông minh từ gia đình, nỗ lực vươn lên để giành giải nhất toán học và vào trường Harvard như người cha đã mất của mình, tương lai thừa kế cả tập đoàn ngân hàng Kane & Payport. Trong Hai Số Phận, Jeffrey Archer để Kane và Abel gặp nhau trong thời còn trẻ, ở một tình huống éo le mà không ai ngờ tới được, vào một cuộc khủng hoảng chứng khoán Mỹ năm 1939, họ gặp nhau. Một người là chủ ngân hàng đang cần siết nợ để bảo toàn vốn cho vay, một người là con nợ đang khẩn cầu ngân hàng cho cơ hội để vực dậy. Cuộc gặp gỡ dẫn đến cao trào khi Abel đi ra cửa và nói: "Tôi đã nghĩ sau cuộc trò chuyện qua điện thoại của chúng ta, chắc ngài cũng cảm thấy đủ xấu hổ và quyết định đưa một bàn tay ra giúp đỡ, thưa ngài Kane. Nhưng tôi đã lầm, ngài chỉ là hoàn toàn một kẻ nhẫn tâm không hơn không kém. Vì vậy, mỗi buổi tối khi ngài đi ngủ, hãy nghĩ đến tôi, thưa ngài Kane. Khi ngài thức dậy vào buổi sáng, hãy nghĩ tới tôi một lần nữa, bởi vì tôi sẽ không bao giờ thôi nghĩ về những kế hoạch của tôi để đối phó với ngài đâu." Và tiếp theo đó là những chuỗi ngày định mệnh của Hai Số Phận. Hai Số Phận là một câu chuyện đầy sự kịch tính, cao trào, hấp dẫn, lôi cuốn ở từng chi tiết. Mình rất thích cách Jeffrey Archer khắc họa hai nhân vật. Họ luôn nhiệt huyết, không ngừng học hỏi, không ngừng vươn lên trước số phận nghiệt ngã. Như những mầm non luôn vươn lên tìm ánh nắng ban mai, dù cho cuộc đời có phủ dập họ bao nhiêu lần đi chăng nữa. Phần 2. Nhân vật ấn tượng nhất.
Nhân vật mà Phương thích nhất là William Kane. Dù được xuất thân trong gia đình nhà giàu, nhưng cậu không bao giờ cho phép mình để ý lại. Kane tự chủ với cuộc đời của mình ngay từ khi còn bé, lập kế hoạch tài chính, biết đầu tư, có chính kiến, mạnh mẽ và quyết đoán. Với Phương, điểm thu hút nhất của Kane là khả năng điềm tĩnh giải quyết mọi vấn đề, phong cách ứng xử lịch thiệp được thể hiện qua những tình huống sau. Thứ nhất đó là ngay mà khi còn nhỏ gặp người cha dượng tệ hại thì Kane quyết định chọn cách theo dõi, thu thập thông tin. Biết mẹ yêu thương người dượng, Kane không muốn đụng mặt với ông nên đã chọn cách ở lại với bạn những dịp hè và chỉ viết thư cho mẹ. Thứ hai đó là khi mẹ mất, mặc dù vô cùng đau đớn và dồn nén trước những điều cha dượng gây ra, nhưng ông không triệt hạ cha dượng và ông đã cho ông ấy một cơ hội để ra đi trong im lặng. Ngày gặp April, dù tâm lý của April bất ổn, nhưng Ken vẫn điềm tĩnh, cách nói chuyện rất đàng hoàng. Và khi biết khả năng của April, Ken đã âm thầm giúp đỡ. Cuối cùng, bao nhiêu năm trôi qua, có những thời điểm bị hiểu lầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc đời và sự nghiệp của Ken, nhưng chưa một lần Ken muốn nói ra sự thật chỉ để người khác mang ơn mình. Và còn rất nhiều tình huống khác nữa được Jeffrey Archer lồng ghép rất tài tình, Phương không thể kể hết được trong bài review ngắn, nhưng những gì tác giả miêu tả về nhân vật Ken này, tất cả, dù là chi tiết nhỏ nhất, thì Phương đều thích. Hai số phận miêu tả nhân vật rất thật, thật đến nỗi mình có thể hình dung được những người đó đang làm gì và những nỗi đau họ phải trải qua. Jeffrey Archer luôn khiến mình phải đoán liệu có phải vậy không hay là sẽ thế nào, và điều đó làm cho người đọc không thể rời cuốn sách. Có những giây phút Phương cũng cười và ước gì nhân vật dừng lại ở giai đoạn đó. Ví dụ như khi Abel được cứu từ nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ muốn chặt tay anh, Bộ Ngoại giao đã cứu Abel tại thời điểm đó và đưa anh về Bộ Ngoại giao Anh, rồi trả lại Bộ Ngoại giao của Ba Lan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đọc tới đó, mình nghĩ rằng hay Abel cứ ở đó phụ giúp Bộ Ngoại giao để có một cuộc sống bớt đi cơ cực. Khi đọc hai số phận, có những lúc Phương đã khóc. Nó hay đến nỗi phải thức tới 3 giờ sáng để đọc, nguyên một ngày chủ nhật cầm sách từ sáng đến tối và chỉ dừng ở hai bữa cơm trưa và cơm chiều, để bạn có thể thấy hai số phận nó lôi cuốn Phương nhiều đến bao nhiêu. Đó là cuốn sách đầu tiên Phương hoàn thành trong 5 ngày, mặc dù tới hơn 600 trang, thật là kỳ diệu. Phần 3. Những điều Phương không thích ở hai số phận. Có lẽ lớn nhất là cách April đã bỏ lại gia đình nhận nuôi mình. Theo Jeffrey Archer miêu tả, thì ở gia đình đó, mặc dù rất là nghèo, nhưng họ vẫn chăm cho April. Mẹ là người yêu thương anh, chăm sóc và cho anh bú những giọt sữa đầu đời. Dù ai có bắt nạt anh, ba nuôi muốn bỏ anh, nhưng mẹ đã luôn giữ April lại bên mình. Ngày được mời tới nhà công tước và ở đó lâu dài, anh không còn nhớ tới mẹ. Có thể cuộc sống cũ của anh không thoải mái, không thích, nhưng cách tác giả miêu tả về April khi thăm mẹ hồi nhỏ khiến Phương thấy nhân vật rất là vô tâm và lạnh lùng, kiểu như là tham phú quý. Rồi sau bao năm thành công ở nước Mỹ, trở về thăm lại quê nhà, cảnh xưa khác hẳn, quang cảnh tiêu điều, nhưng gặp lại người mẹ cũ. Người mẹ nuôi này đã già, không còn minh mẫn và bị ám ảnh bởi chiến tranh. April cũng không mang mẹ về chăm sóc hay tìm cho bà một chỗ tốt hơn, chỉ đưa cho bà một ít tiền rồi cứ thế bỏ đi. Phương không hiểu được lý do là gì và không đồng ý cách làm đó. Phương tự hỏi liệu April có thể làm tốt hơn không? Phần 4. Nếu có những tình huống trong hai số phận được thay đổi, thì câu chuyện sẽ đi về đâu? Tại thời điểm Ken bị Abel dồn vào chân tường, yêu cầu từ chức chủ tịch ngân hàng, nếu như Ken nói cho Abel biết mình là người đã âm thầm cung cấp vốn giúp Abel, thì câu chuyện sẽ đi về đâu? Liệu có dừng lại ở đó và coi nhau như hai người bạn già?
Rồi ngày hai đứa con của Abel và Ken phải lòng yêu nhau, nếu hai người nhịn nhau, tán thành cho hạnh phúc lứa đôi, thì chắc lúc về già, hai ông có thể trở thành bạn tốt, cùng nhau chia sẻ những góc nhìn trong công việc, cuộc sống, sẽ không còn cảnh nhớ con và sẽ có nhiều thời gian chơi với cháu. Ngày Florentina khai trương cửa hàng thứ 11, hai ông già Ken và Abel đều không tham dự, nhưng họ đều tới và đứng nhìn từ xa, tác giả miêu tả. Người đàn ông đó cũng quay người và bắt đầu tiến về phía ông. Có lẽ ông ta đã đứng đó trước đấy lâu lắm rồi, vì mặt ông ta bắt đầu đỏ ửng lên vì gió lạnh. Ông ta nhìn chằm chằm vào William, đôi mắt xanh không thể lẫn vào đâu được. Họ chỉ còn cách nhau có vài thước. Khi họ đi ngang qua nhau, William nhấc mũ lên trước người đàn ông già nua đó. Ông ta đáp lại lễ và họ tiếp tục bước về hai hướng khác nhau mà không nói lấy một lời. Trích hai số phận. Nếu như ở thời điểm đó, hai ông nói với nhau một lời, chào nhau và nói chuyện, thì có thể sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Phần 5. Những bài học Phương học được trong hai số phận. Thứ nhất là cách dùng người. Abel sử dụng ông cha dượng của Ken để phá sự nghiệp của Ken. Mặc dù Abel đã nhận định đây là một người không đáng tin, nhưng chỗ này cũng có thể giải thích được do sự tức giận và căm thù làm mờ đi lý trí. Lúc đó, Abel chỉ muốn trả thù và cuối cùng cũng nhận hậu quả của việc dùng sai người. Thứ hai, đó là những thủ thuật và nguyên tắc trong kinh doanh. Abel kinh doanh trong mạng nhà hàng khách sạn. Ngày cậu được tiếp quản một khách sạn, cậu đã làm gì để vực dậy khách sạn từ lợi nhuận âm? Làm sao để Abel có thể xây dựng đế chế khách sạn của mình lớn mạnh? Ken làm ở lĩnh vực ngân hàng, những công việc cần giải quyết ở ngân hàng, những mánh lưới trong nội bộ, ban quản trị, ưu tiên của ngân hàng khi tình hình khủng hoảng, tất cả được Jeffrey miêu tả rất thực và sống động. Thứ ba, đó là tình bạn chân chính. Khi đọc xong hai số phận, Phương nhận thấy tác giả đề cập rất nhiều về tình bạn. Một tình bạn gắn bó, không màng vụ lợi, luôn tin tưởng và đồng hành cùng nhau. Như cặp đôi Ken và Matthew, hay Abel và George, họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Những lúc khó khăn, người kia luôn bên cạnh. Những cảm xúc dâng trào khi Ken biết bạn mình mắc bệnh, chạy qua bao quán bar để kiếm bạn và đưa bạn mình về, khóc với bạn vì đã không hiểu được những khó khăn bạn phải chịu đựng với bệnh tật, bên giường bệnh và chăm sóc bạn tới cuối đời. Đọc tới phần này, có lẽ nước mắt bạn sẽ rơi vì tình bạn thiêng liêng ấy. Thứ tư, đó là lịch sử. Hai số phận dẫn dắt người đọc từ năm 1906, đi qua cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, những khó khăn mà nước Ba Lan phải chịu đựng, bối cảnh những nước quanh khu vực thông qua hành trình lưu lạc của Abel, cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1939 làm cho nền kinh tế kiệt quệ như thế nào, rồi đến chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1941, cả Abel và Ken đều ra trận. Hai số phận giúp Phương nắm được bối cảnh, diễn biến từng thời điểm, như mình cũng đang sống cuộc sống thời bấy giờ. Thứ năm, đó là tinh thần dân tộc. Dù đã thành công trên nước Mỹ, nhưng chưa bao giờ Abel hết suy nghĩ cho đất nước Ba Lan của mình. Ông thương Ba Lan phải gồng mình chống giặc và mong muốn được trở về quê hương. Ngày Mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, cả Abel và Ken đều tự nguyện ghi danh ra trận mạc. Phương nhớ nhất là hình ảnh gia đình Ken cạnh ngăn khi mà ghi danh. Họ khuyên ông nên nghĩ về gia đình, nghĩ về ngân hàng. Nếu cha ông còn sống, cha ông cũng sẽ đặt lợi ích ngân hàng lên hàng đầu. Nhưng mà Ken nói, không đâu, họ sẽ làm những điều vì lợi ích tối cao của nước Mỹ. Và cuối cùng, đó là những gì trải qua trong quá khứ sẽ tôi luyện tính cách của bạn ngày hôm nay. Cái này thì bạn hãy đọc sách đi và rồi chia sẻ với Phương. Bạn có đồng tình với ý kiến này hay không? Những tình tiết, những sự kiện nào thể hiện điều đó?
Bạn biết không, đây là lần đầu tiên mà Phương review sách, cũng là lần đầu tiên mà Phương thức ngày thức đêm để mong đọc hết quyển Hai Số Phận của Jeffrey Archer, cũng là bài viết dài nhất trên blog của Phương, để bạn thấy rằng là nó hấp dẫn Phương đến nhường nào. Và hãy chia sẻ với Phương về cảm nhận của bạn, góc nhìn của bạn về cuốn sách Hai Số Phận nha. Chúc bạn có một hành trình đọc sách vui. Hãy subscribe kênh YouTube channel của mình để có thể nắm bắt được nhiều thông tin mới nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!